Thưa sư, với người lao động ở nước ngoài thì việc trốn ra ngoài rồi lao động và cư trú bất hợp pháp thì có bị xem là tà mạng không? Và công việc của người đó không làm hại đến mình và chúng sanh khác. À, do công việc này á, nó trái với pháp luật cho nên là nó cũng được tính là tà mạng do nó trái với pháp luật sở tại.